Chào tất cả mọi người, mình là Quang Hải, đến từ GSC. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về phong thủy trong nhà chung cư. Thứ năm là yếu tố tầm nhìn. Tầm nhìn từ căn hộ. Phong thủy cho rằng tầm nhìn từ căn hộ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút năng lượng tốt. Tầm nhìn đẹp, thoáng đãng sẽ mang đến sự thịnh vượng và bình an cho gia chủ. Ngược lại, nếu căn hộ nhìn ra nghĩa trang, nhà máy, nhà tù hoặc là các khu vực ô nhiễm thì nó có thể mang đến năng lượng tiêu cực. Thứ sáu là vật phẩm phong thủy. Cây xanh không chỉ mang lại không khí trong lành mà còn giúp cân bằng năng lượng và mang lại sự tươi mới cho căn hộ. Các loại cây như là cây kim tiền, cây lưỡi hổ hoặc cây phát tài thường được ưa chuộng vì chúng mang lại sự may mắn và tài lộc. Gương có thể được sử dụng để tạo ra cảm giác rộng rãi và sáng sủa cho ra căn hộ, nhưng không nên đặt gương đối diện với cửa ra vào hoặc giường ngủ vì sẽ tạo cảm giác bất an. Đồ vật mang tính biểu tượng, các vật phong thủy như là tỷ hưu, thiềm sư, thiềm thừ hoặc là các loại đá phong thủy cũng được sử dụng để tăng cường sự may mắn và thịnh vượng. Tầng 7 là tầng của nhà. Trong phong thủy thì việc chọn tầng nhà cũng có ý nghĩa quan trọng. Thông thường thì người ta sẽ chọn tầng phù hợp với ngũ hành và tuổi của gia chủ. Nhìn chung thì việc áp dụng phong thủy cho căn hộ chung cư cũng giúp cả gia chủ cảm thấy an tâm hơn về mặt tâm linh, tạo ra không gian sống hài hòa và thịnh vượng. Tuy nhiên cũng cần kết hợp các yếu tố khoa học và thực tế để đảm bảo tính tiện nghi và an toàn khi sinh sống. Và đó những lý giải của mình với việc sử dụng việc phong thủy trong nhà chung cư. Mọi người có ý kiến nào khác hãy để lại vào bình luận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có bất kỳ vấn đề nào về tổ ấm hãy liên hệ qua số điện thoại 038 247 555 để giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Mình là Quang Hải đến từ GSC.